Thằng ngu may mắn. Ngày xưa, ở một lâu đài nọ, có một nàng công chúa không bao giờ cười. Khi nàng đi dạo trong vườn, nàng thầm cảm ơn số phận dành cho nàng một cuộc sống vô cùng tự do, sung sướng, êm đềm. Nhưng có điều là không bao giờ nàng vui vẻ. Chẳng khác nào trái tim của nàng không hề biết vui sướng. Từ trong lâu đài, vua cha nhìn công chúa, thở dài. Ta đã cho con tất cả mọi thứ trên đời này, vậy cớ gì mà con vẫn buồn bã thế kia? Nhà vua tìm đủ mọi cách để mang lại tiếng cười cho con gái yêu. Nào, các ngươi cố làm cho công chúa con ta vui lên xem nào. Ai làm được thì kẻ đó sẽ được cưới nàng làm vợ. Thế là âm nhạc nổi lên, tất cả mọi người vui vẻ nhảy nhót. Những cô gái váy áo xúng xính kéo công chúa vào nhảy. Công chúa ơi, hãy ra nhảy với chúng thần, âm nhạc và vũ điệu sẽ khiến nàng vui vẻ. Nhưng công chúa chỉ lắc đầu. Bên bàn tiệc, những hoàng tử, bá tước, quý tộc dâng lên cho công chúa những đĩa thức ăn ngon mắt. Mời nàng thưởng thức những của ngon vật lạ mà chúng thần đã sai người đến những nơi cùng trời cuối đất mang về. Công chúa thờ ơ quay đi. Những nghệ sĩ biểu diễn nhảy múa với vòng lửa, xiết thú. Công chúa đứng xem mà mặt vẫn ủ rũ. Trong khi đó, ở một nơi xa, rất xa lâu đài của công chúa, có một anh nông dân trung thực sống trong một ngôi làng nhỏ. Sáng sớm, anh vừa quét sân vừa ngân nga theo điệu nhạc. Chiều xuống, anh lùa đàn gia súc trên núi về, huýt sáo vang lừng. Cuộc sống của anh tuy khó nhọc, vất vả quanh năm, nhưng bao giờ anh cũng tươi cười. Nụ cười vô tư của anh mang lại niềm vui cho mọi người. Anh đi tới đâu, mọi người lại ngừng tay làm việc, vẫy chào anh. Một ngày nọ, khi về đến nhà, anh thấy chủ của anh đang ngóng ra cửa có ý đợi anh. Hỡi anh nông dân chăm chỉ và thật thà, anh đã hoàn thành rất tốt công việc. Tiền công của anh đây, anh cứ lấy bao nhiêu tùy thích. Rồi ông bước ra ngoài. Anh nông dân bước tới bàn và nghĩ. Ông chủ thật hào phóng và sòng phẳng, ta sẽ không lấy tiền quá mức tiền công của ta. Anh chỉ nhặt có một đồng tiền thôi, rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay. À, ta phải uống nước cho đã khát. Khi anh cúi xuống giếng nước thì từ trong tay anh, đồng xu rơi ra và rơi tõm xuống giếng. Anh nông dân sững lại tiếc nuối, nhưng rồi anh mỉm cười. Chúa luôn có lý do khi ban phát tiền cho ai và lấy đi tiền của ai. Có lẽ ta còn kém cố gắng, ít làm việc nên bị Chúa trừng phạt. Vậy từ bây giờ ta phải làm lụng hăng hái hơn nữa. Anh lại vui vẻ gieo hạt lúa mì. Rồi khi lúa mì chín, anh lại vui vẻ gặt lúa mì. Anh cũng không bao giờ quên cho đàn gia súc ăn thật no. Một năm nữa trôi qua, người chủ lại đặt lên bàn túi tiền trả anh. Anh hãy cầm lấy bao nhiêu tùy ý. Và ông đi bình thản bước ra ngoài. Anh nông dân lại chỉ nhặt lấy một đồng tiền, đi uống nước cho đã khát. Và lại vô tình để đồng tiền tuột khỏi tay, rơi xuống giếng và chìm nghiễm. Nhưng cũng như lần trước,
anh chẳng chút buồn phiền và lại tiếp tục làm việc còn nhiệt tình hơn trước. Năm ấy, thời tiết khắc nghiệt, những cánh đồng lúa mì đều khô héo cả. Chỉ có cánh đồng của ông chủ anh nông dân thì vẫn xanh tốt, bội thu. Gia súc nhà nào nhà nấy thì què quặt, còn gia súc của ông chủ anh nông dân thì chạy nhảy, nô đùa vui vẻ khắp nơi. Chính vì thế mà ông chủ hiểu rất rõ là cần biết ơn và cần phải nói lời cảm ơn với ai. 3 năm trôi qua và kỳ hạn làm việc cũng đã hết, ông chủ lại đặt lên bàn một đống tiền. Nhận lấy anh bạn, bao nhiêu tùy ý, công sức lao động đã bỏ ra bao nhiêu thì tiền này chính là của anh đấy. Rồi ông chủ đi ra ngoài. Anh nông dân lại cầm lấy một đồng tiền và đi tới giếng để uống nước. Kỳ lạ thay, trên mặt nước nổi lên 2 đồng tiền. Anh nông dân xòe bàn tay lộ ra đồng tiền thứ 3, anh thầm nghĩ. Ô kìa, đồng tiền cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn, và 2 đồng tiền trước đây đã nổi lên mặt nước. Anh sung sướng nhặt những đồng tiền. Trời đã ban tặng cho ta do những công lao khó nhọc, vậy đã đến lúc ta phải đi xa một chuyến để mở mang tầm mắt. Nghĩ là làm, anh cất 3 đồng tiền vào túi và đeo túi lên đường. Khi anh đi qua một con đường nhỏ dài tít tắp, hai bên cây cối rậm rạp, thì một chú chuột chạy tới. Anh nông dân thân mến, hãy cho tôi 1 đồng tiền. Anh đưa cho chú chuột đồng tiền. Nếu chú mày thích thì đây, chú mày cầm lấy đi. Khi anh đi vào rừng, có một tán lá chen ngang tầm mắt anh, trên đó có một con bọ dừa. Anh nông dân thân mến, hãy cho tôi 1 đồng tiền. Anh lại vui vẻ cho con bọ dừa đồng tiền thứ 2. Đây, chú mày cầm lấy đi, có thể chú mày cần nó hơn ta. Khi anh đang bơi qua sông, có một con cá nheo bơi tung tăng bên anh. Anh nông dân thân mến, hãy cho tôi 1 đồng tiền. Cũng như 2 lần trước, anh nông dân không nỡ từ chối con cá nheo, và anh đã trao cho nó đồng tiền cuối cùng của mình. Anh nông dân lại tiếp tục lên đường. Anh đi mãi, cuối cùng dừng chân ở kinh thành. Anh cảm thấy choáng ngợp khi đứng trước kinh thành tráng lệ và nhộn nhịp. Mọi thứ như quay tít mù xung quanh anh. Anh nông dân thầm nghĩ. Kinh thành nhộn nhịp đông đúc, làm mình thấy chóng mặt quá. Anh ngước nhìn lâu đài, anh thấy nàng công chúa xinh đẹp đang ngồi ủ rũ bên cửa sổ. Khi công chúa nhìn thẳng vào anh thấy đôi chút lúng túng. Lại thêm đói và mệt, anh loạn choạng ngã xuống, tựa lưng vào bức tường cạnh đó. Kỳ lạ thay, không biết từ đâu, cá heo, bọ dừa và chuột già chạy đến. Ôi anh chàng tốt bụng, sao thế? Ôi, ân nhân của chúng ta làm sao thế này? Chú chuột cầm tán lá che nắng cho anh. Bọ dừa phe phẩy chiếc lá quạt cho anh. Kỳ lạ nhất là cá nheo. Nó bay vòng quanh anh nông dân, cất tiếng hát ru êm dịu. Từ trên lâu đài, nàng công chúa tròn mắt ngỡ ngàng. Trời ơi, sao có chuyện buồn cười thế này nhỉ? Thế là nàng bật cười, tiếng cười mới vui vẻ và trong trẻo làm sao. Nghe thấy tiếng cười của công chúa, nhà vua mừng rỡ hỏi. Ai đã làm cho con gái ta cười vui thế nhỉ? Công chúa chỉ xuống chỗ anh nông dân đang được chuột, bọ dừa và cá nheo chăm sóc. Thưa cha hãy nhìn kia kìa, chính người ấy đã khiến con cười. Nhà vua bước lại nhìn qua cửa sổ, rồi quay ra nói với hầu cận. Mau mời chàng trai ấy vào gặp ta. Anh nông dân được đưa vào lâu đài gặp nhà vua. Nhà vua nắm tay công chúa đặt vào tay anh. Nhà vua giữ đúng lời hứa của mình. Ngài gả công chúa cho anh nông dân hiền hậu đáng yêu, người đã khiến nàng biết cười.
Đúng là nụ cười thật sự không đến từ những gì cao sang và lộng lẫy. Nụ cười thật sự đến từ những điều hồn nhiên của đất trời khi con người biết yêu thương và trân trọng cuộc sống như nó vốn có. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!